trong buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy, theo đồng hồ đếm ngược của ban tổ chức tôi cũng đã đến giờ tổ chức lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Lễ đầu tiên cho phép MC Quang Toàn xin gửi đến toàn thể các vị chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và ngay lúc này đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tạm ngưng trong giây lát. Chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới để cùng chào đón đôi tân lang đẹp nhất, rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Thanh Châu sẽ cùng tay nắm chặt tay cô dâu Hồng Loan tiến lên lễ đài tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đôi tân lang đẹp nhất của chúng ta đi ạ. Vâng, xin mời. Trưa ngày hôm nay thì không thể quên được các đấng sinh thành. Sau đây tôi sẽ được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà trai có bố Lò Văn Thanh và mẹ Lương Thị Trương là thân sinh phụ mẫu của chú rể Thanh Châu cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà trai. Vâng, xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quay về phía gia đình và nhà gái, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố Tòng Văn Xuân và mẹ là Khả Thị Oanh là thân sinh phụ mẫu của cô dâu xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ trở lên trên sân khấu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin được trân trọng kính mời và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình được không quý vị ơi. Dạ vâng, xin cảm ơn những chào. Ok, thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, như vậy trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đây đã có mặt đồng đủ đại diện hai bên gia đình thông gia và hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách, xin mời hai bên gia đình thông gia và cô dâu chú rể sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Sau vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau,
thì tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau, song vẫn có một điểm chung, đó là khi bước vào tình yêu, khi hai trái tim đã cùng hòa một nhịp, thì những nơi mà trẻ luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành, và nơi mà trẻ của chúng ta ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Xin vâng, kính tốt toàn thể quý vị thân mến, yêu nhau chẳng quản gần xa, cầu không tay vịt cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, mai sông cũng lội bánh ngàn cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết mà phòng bà ta cũng liều. Yêu và được yêu chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà vô cùng quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Chính thưa lại của mẹ Phi Nông Hoàng Sương, ở Tây Nguyên Tây Sơn cờ sang đông à, Hồng Loan đi cờ bay ép phải học y bón lại trương, cho mắt quén lẻ trai thành châu đi. Cho nên hết quén quát gần này, hết quén cần qua điện thoại Facebook Zalo, nông Hồng Loan đi trắng hẹn trai thành châu đi bay qua chợ ít phố. Cho nên trai thành châu dù tắt bản nửa đi trắng là sửa phúc hồ lúc qua, sửa bát bà đông lầy khai từ hết nó bay in. Cho nên trai thành châu trắng bầu bí ỏng liệt mường, bầu bí phương liệt nằm, bầu bí nơi ỏng yếu đến mương. Cho nên bớn trắng bay qua lào, sao trắng mắt qua báo, lầy bò gần liều, song sai ta tít gần số nén trắng kiểu, lầy quang chu trai trắng lên su ảo, lầy quang báo quang xào nhưng trắng tôn su phò su mè, bông mây cả trắng hạt trắng phanh, cái khu hở bay, cái lầy hở cường, ủm dết sầu ở dết lù thầm bay qua xứ đâu, ơ mưu lì mưu lì bên chăn mưu sẵn bên chép, đăng phú già trắng kiếm má hà lầy, trắng cảm ơn su mải su mên, bông mây bình đồng bản tờ nát nữa, ở cắn phốt bia bác cán mát tủm mát tôm, trắng phú bình đồng mưu lì, khỏi bữa miệng hờ xưa tàng nà hở phú già tà nay, do chúc hở su mải su mên, bông mây bình đồng và cả hảo chân mặt dưng, dịch kinh phá tay bà cường, khai mà khá bán, siêng sắc bờ, sơn sắc nhọt, hảo chân mặt đất su mải su mên, bông mây bình đồng nữa. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai lóc trong tổ chức lễ thành hôn cho năm hạnh phúc cho chú rể Thanh Châu sánh duyên cùng cô dâu Hồng Loan trong buổi trưa ngày hôm nay, được sự đồng ý nhất trí của đôi bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép. Với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Quang Toàn và MC Cá Chiêu xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn cho năm hạnh phúc của chú rể Thanh Châu sánh duyên cùng cô dâu Hồng Loan chính thức được bắt đầu. Nổ ra như trường phát thanh lớn, biết nào toàn thể quý vị ơi.